Phật nói, kinh niệm Phật Ba La Mật, phẩm thứ nhất duyên khởi. Chính tôi được nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ Xà Quật. Gần thành Dương xa với chúng đại tỳ kheo, một muôn hai nghìn người. Đó là cách vị trưởng lão xá lợi Phất Ti Ma hai một kiền liên Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Chiên Viên Tu Bồ Đề La Hầu La Phu Lâu Na A Nan. A Nan Đà Ma Ha Ba Xà Ba Đề Gia Du Đà La Vân Vân. Lại có tám muôn vị đại Bồ Tát khắp mười phương cùng đến tham dự. Đó là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mạnh Bồ Tát, Đà La Ni Tử Tại Công Đức Lâm Bồ Tát, Trang Nghiêm Dương Bồ Tát, tất cả đều có năng lực thâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng trì môn, giải thoát môn, đã chứng pháp thân đắc ngũ nhàn, biển tài vô ngại thần thông du hy, biến hiện đủ loại thần tương khắp các quốc độ để cứu vớt chúng sinh. Lại có vô lượng đại phạm thiên vương, tự tại thiên vương, đề thích thiên vương, đầu xuất thiên vương, đau lợi thiên vương, cùng vô số quyến thuộc dữ hồi. Lại có Long Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thát Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lầu La Vương, cùng vô số quyến thuộc câu hội. Lại có Quốc Mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu và vua A Xà Thế, cùng hoàng tộc quân thần câu hồi. Lại có hơn 500 vị trưởng giả cư sĩ của thành Dương xá cùng vô số quyến thuộc câu hồi. Cả đại chúng đều cung kính cúi lại dưới chân Phật, rồi ngồi một bên lúc bấy giờ. Trong hàng ưu bà tắc có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, trú ngụ tại thành Dương xá, từng quy y tam bảo và thọ trì năm giới cấm, cùng đến giữ pháp hồi. Vị trưởng giả này từ vô lượng vô biên tăng kỳ kiếp quá khứ, tận gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên, muôn ức hằng hà sa đức Phật y theo chính pháp tu hành, hiện tại làm thân cư sĩ, vợ con đông nhiều, nhà cửa nguy nga kho đụng đầy dày. Tuy ở giữa cảnh ràng buộc
mà vẫn tưởng dưỡng tâm trí giải thoát. Tuy hướng dụng ngũ dục thế gian, nhưng vẫn hoài bảo đại nguyện độ sanh của chư Đại Bồ Tát. Tuy ở trong chốn bụng lầy nhơ bẩn, mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng tài sản quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Tuy ở trong căn nhà lừa chấp chùng hiểm nạn, mà vẫn thực hành tuệ giác vô lậu, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con một, thể hiện pháp thi oán thân bình đẳng. Trưởng giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng bước ra, đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi đến trước Như Lai, chấp tay quỳ xuống gối bên hữu chấm sát đất cùng kinh bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, được làm thân người là khó như con rùa gặp bóng cây nồi, nhưng được gặp Phật ra đời còn khó gấp muôn phần. Gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại còn khó gấp muôn phần. Được nghe chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào để nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần. Bởi vì sao? Theo chỗ con xét nghĩ, thì trong tám muôn bốn ngàn pháp màu mà Như Lai đã chỉ dạy, nhằm đưa hết thảy chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải có một pháp màu cứu vớt những hạng chúng sanh tội khổ mê đâm sâu ác. Hôm nay con phụng vị hết thảy chúng sinh tội khổ nơi thời mạt pháp, cũng như phụng vị các bậc trưởng giả cư sĩ Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La, tại thành Dương Xá này mà cầu khẩn Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, ban cho chúng con một cách thức tu hành thật dễ dàng để giải thoát, một con đường thật vắn tắt để hoàn thành Phật tri Đức Thế Tôn từng chỉ dạy. Đời mạt pháp các chúng sanh trong cõi diêm phù đề, can cường ngỗ nghịch tâm tạp nghiệp nặng, mê đâm ngũ dục không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thực lòng quy y tam bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện tệ ác phỉ ban thánh nhận vân vân. Cho nên con suy gẫm như thế này, phải có một môn tu thật đơn giản, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, để tất cả những chúng sanh kia khỏi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sanh tử khắp ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao vậy? Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một ngàn năm trở lại, đó là thời kỳ chánh pháp
cuối cùng, các kinh điển dần dần ẩn mất. Chúng sinh căn cơ hạ liệt, ám đổn chấp ngã sâu dày, tâm tưởng thô trề, tà kiến lan tràn say xưa, làm các nghiệp ác để tự vui. Do đó tự nhiên chiêu cảm, động đất đôi kem, tật dịch binh đau lũ lụt, mất mùa gió bào. Thời tiết viêm nhiệt bức nào, thánh nhân lại không xuất hiện. Tuổi thọ giảm dần, nếu ai phát khởi tâm trí tu hành, cũng không thể tu tập các môn giới luật. Thiền định trí huệ giải thoát vô lậu, không thể tu tập tứ niệm xứ bát chánh đạo. Tứ chánh cần không thể tu tập tứ vô lượng tâm, không thể tu tập sáu ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật nhận đến trí tuệ ba la mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của quan tri để ngộ nhập Phật tri kiến, không thể chứng đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không thể chứng nhập sơ thiện, nhận đến tứ thiện, không thể chứng nhập niết bàn diệu tâm, không thể vào sâu vô lượng tam muội, thần thông du hỷ của chư Bồ Tát, nhận đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật, hoặc rải có nơi đạo tràng, đánh rền trong pháp hàng phục ma quân. Vì lý do như vậy mà đệ tử chúng con xét nghĩ, nên phát khởi vô thượng bồ đề tâm, khẩn cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy giáo pháp nhiệm màu, mong lợi lạc hết thảy tội khổ chúng sanh. Ở thời kỳ cuối cùng của chánh pháp, trưởng giả Diệu Nguyệt vừa dứt lời thưa thình, thì bóng đại địa chấn động mạnh liệt khắp hư không. Qua Mạn Đà La, Qua Ma Ha Mạn Đà La, Qua Mạn Thù Sa, Qua Ma Ha Mạn Thù Sa, tuôn rách như mưa từ phương Tây, xuất hiện vô lượng vô số hằng hà sa. Đám mây ngũ sắc, mây chiên đàn hương, mây y phục cõi trời, mây âm nhạc cõi trời, mây hoa sen bao trắng bạch, vân vân. Trong những đám mây ấy phát ra tiếng sâm lớn, đồng một lúc chậm chậm bay về, nhóm lại phía trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật. Tất cả đại chúng đều vui mừng hớn hở, tự biết ấy là điềm lành chưa từng có. Bây giờ quốc mẫu Vi Đệ Hy Hoàng Thái Hậu từ trong đại chung bước ra, trước Phật đảnh lễ xong bèn chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, duyên gì cớ gì mà hiển điềm lành này? Liền khi ấy Đức Như Lai từ nơi tướng long trắng chẳng giữa chân mày, phóng ra hào quang chiêu khắp vô lượng vô biên, di trần số thế giới mười phương mà nói lời này.
lành thay các thiện nam tử thiện nữ nhân. Nay ta dị lời thưa thỉnh của ưu bà Tắc Diệu Nguyệt và cô ưu bà Di Bi Đề Hy. Lại nương theo bản nguyện của vô lượng vô số bất khả thuyết chư Phật mà tuyên dương giáo pháp bí mật vi diệu tôi tăng đệ nhất, nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh trong ở trong đời kỳ mạt pháp cuối cùng. Giáo nghĩa này chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật hiện tại đang nói và chư Phật vị lai sẽ nói. Tất cả chúng sanh đời mạt pháp sẽ nương nơi giáo nghĩa này mà được giải thoát rốt ráo, mãi mãi xa lìa các đường ác, hiện đời an ổn sau khi mạng chúng được sinh về cõi Phật. Chứng ngôi vị bất thối dần dần tu tập cho đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Này cư sĩ Diệu Nguyệt, hãy chăm chú lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Diệu Nguyệt, tất cả các loại chúng sinh chết ở nơi đây rồi sinh sáng nơi kia, sống chết nổi nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiển hiển rõ ràng. Chúng sinh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên quá sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuận tương lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật. Tùy theo nguyện lực của mình mà sinh về tịnh độ. Chúng sinh nào tình ít tưởng nhiều thì vào hàng phi tiên, bay đi nhẹ nhàng, nhưng không được xa bằng hạng thuần tường. Chúng sinh nào tình và tướng bằng nhau thì sẽ thắt sinh vào cõi người. Vì sao như vậy? Bởi vì tướng là thông sáng, tịnh là mê tối. Nếu tịnh và tưởng ngang bằng nhau thì không bay lên và cũng không đi xuống. Chúng sinh nào nhiều tịnh nhiều tưởng ít thì sẽ lạc vào bàn sinh, nhẹ thì làm chim bay, nặng thì làm thú chạy. Chúng sanh nào có bảy phần tình và ba phần tường sẽ bị đọa làm thân ngã quỷ, thường chịu nông bức đôi khát chạy qua trăm ngàn kiếp dài lâu. Chúng sanh nào có chín phần tình và một phần tường thì sẽ đọa vào địa ngục, nhẹ thì vào nơi địa ngục hữu gian, nặng thì sẽ đọa vào ngục đại á tỳ. Nếu ngoài cái tâm thuần tình ấy thì còn kiếm thêm các trọng tội như quỷ giới cấm của Phật, khinh bán đại thừa thuyết pháp sai lầm đắm tham của tinh thi, làm thọ sự cung kinh và phạm vào thập ác ngũ nghịch thì sẽ chịu cảm quả bao luân chuyển sinh về các ngục vô gián ở khắp mười phương. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, trong thời kỳ chinh pháp diệt
tận chung sanh nơi cõi diêm phù đề, tình nhiều tưởng ít, tâm địa bón sẻn tham lam ghét gần các căn lành, phước bao kém cỏi. Lúc sinh tiện thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau khi mạng chung sẽ chịu các quả báo đau khổ trong ba nẻo ác dữ. Giới hạn kỳ lâu dài vì thế, mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn luôn tìm cách cứu trừ khổ nào cho các hạng chúng sanh kia. Các đức Như Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chính là không chỉ tuyên dương diệu pháp bi áo sâu xa cho những bậc thánh giả hiền nhân, mà mục tiêu khẩn thiết nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sanh tội khổ. Nặng về tình và nhẹ về tường, chư Phật đã dụng Phật nhãn quan sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều. Thấy thần tướng và cảnh giới của chúng sanh sâu tốt có sai biệt, những điểm sinh khởi chẳng rời sát na tâm sinh diệt. Chỗ hội quy cũng không rời sát na tâm sinh diệt, muốn hàng phục và chuyển biên cai sát na tâm sinh diệt ngay. Thì không có pháp nào hơn là pháp niệm Phật, diệu nguyệt cư sĩ. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Suốt cả sáu thời trong ngày và chữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A-di-đà ở cõi cực lạc. Lúc lâm chung cô giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào phố đặng tam muội của Đức A-di-đà được gặp Phật, tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị bất thối truyền. Từ lúc mấy nhận lại về sau, vượt qua thập địa, chứng vô thượng giác vậy. Diệu nguyệt nên biết, đây thật là pháp di diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thải chúng sinh. Đây thật là môn tu thích đáng, khế hợp mọi căn cơ, mà chư Phật dùng để đưa hết thải muôn loài xa rời nẻo khổ. Chứng đắc niết bàn tại thế thành Phật trong một đời, đây là môn tu đại quái lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thẳng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới chân thường, đây là môn tu đại bát nhã, đại thiền định mà chư Phật dùng làm thuyền bè để đưa hết thải chúng sanh qua thấu bờ bên kia. Không còn sanh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc, đây là môn tu đại trang nghiêm, đại thanh tịnh, mà chư Phật dùng để đưa hết thải chúng sanh vào giới luật nhiếp
chúng sanh vào oai nghi. An ổn khoái lạc đây là một môn tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục mà chư Phật giúp hết thảy chúng sanh. Tự tại giữa khổ và vô thường mà thành tựu tri kiến Phật vậy. Đây là môn tu đại bồ đề, đại siêu việt mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sinh thành Phật. Chư Phật ngay trong một kiếp, đây là môn tu đại bi, đại dũng mạnh mà chư Phật dùng để giúp chúng sinh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật. Mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần vậy. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nhận lại đến nay, chư Phật cũng chỉ dùng một pháp niệm Phật này để độ khắp chúng sinh. Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật ở mười phương cũng đang thuyết giảng giáo nghĩa niệm Phật này để rẫm cứu vớt chúng sinh. Trong đời vị lai tất cả chư Phật nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sinh thì cũng phải do ni pháp niệm Phật này, do đó mà Như Lai báo rằng niệm Phật là vua của tất cả các pháp vậy. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như Lai, hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Như Lai, hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai, và hãy chứng đắc pháp nhẫn tối tôn, tối diệu đệ nhất này mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy? Vì pháp của Như Lai là chân thật, là giải thoát, là an vui, là thuận theo sở cầu sở nguyện của mọi chúng sinh. Vì pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiệm, thuận theo tịnh và tướng của chúng sinh mà dẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà, không bị hư hoại. Cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian, ở trong chỗ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại, thọ dụng pháp lạc và sau khi lâm chung được sinh về cõi Phật A Di Đà vậy. Phẩm thứ hai, mười tâm thù thân. Bây giờ Đức Như Lai hiện trong đôi môi đẹp như trái tần bà phong ra luồng hào quang rực rỡ, chói sáng gọi là thành tựu thọ quang thể tướng quang minh. Với trăm ngàn ức A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu soi mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tây. Vô chướng ngại hiển hiện Như Lai là thứ các thứ tự tài, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát. Chấn động hằng hà sa quốc độ, diệt trừ mọi thống khổ của chúng sinh, phá tan các đường dư, bủa che tất
cả cung điện của Ma Vương, phơi bày tất cả Như Lai Giáng Sinh. Xuất gia thành đạo chuyển pháp luân, thuyết pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh. Nhận đến thị hiện Niết Bàn, trưởng giả Diệu Nguyệt thay Đức Thế Tôn hiển hiện thần biến quảng đài, khiến tất cả chúng hồi, chư đại Bồ Tát, chư tỳ kheo và tỳ kheo ni, chư cận na sự nam, cận sự nữ, cùng hết thái trời rầm quỷ thần vân vân, đều sinh lòng quan hỷ, chẳng thể nghĩ bàn. Diệu Nguyệt bèn cởi sâu chuỗi ngọc bao nơi cổ mình, mà cúng dường nơi chân Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói kể khen ngợi như vậy. Lành thay Đức Thế Tôn, con được làm thân người, lại được nghe mật pháp của chư Phật ba đời. Thế Tôn là tối thắng sư tử trong dòng thích, thật là đại y dương, đủ phương thuốc nhiễm màu, dứt hẳn khổ sinh tử, giúp hết thảy chúng sinh xa lìa ba đường ác, chứng cái vui Niết Bàn nơi cõi Phật thanh tịnh. Con nay chuyên một lòng luôn xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện cùng các chúng sanh vãng sanh nước Cực Lạc. Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quan sát tâm niệm của đại chúng, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ, và trời rồng quý thần biết tâm niệm của đại chúng vẫn còn nghi ngờ, chưa hiểu thấu lời dạy của Như Lai, nên trưởng giả đi đến trước Phật chấp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con do nơi năng lực vĩ đại của bổn nguyện Đức Phật A Di Đà mà được tham dự pháp hội này, được Đức thân nhận lãnh lời giao huấn của Như Lai, cho nên con sẵn sàng đặt trọn tính tâm nơi Như Lai, nơi giáo pháp vi diệu hy hữu này. Những các chúng sanh vào thời kỳ chánh pháp diệt tần, thì các căn lạnh cạn mong, phước đức thiêu kem, tri kiến bị si mê che lấp. Kinh điển tuy còn sót ít nhiều, nhưng chẳng có ai hiểu đúng như lời Phật dạy. Do đó, làm sao tin nhận giáo nghĩa uyên ao bí mật này, để thẳng bước tiến tu mau thành Phật tri. Hôm nay con thay vì hiển tiền đại chúng, cũng như tất cả thiện nam tín nữ trong thời vị lai, mà khấn cầu Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ. Bạch Đức Thế Tôn, con thường tin và nghĩ rằng niệm Phật tức là thành Phật ngay trong đời này. Thế thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện giảng sanh Cực Lạc quốc độ ở Tây Phương? Khi ấy Đức Thích Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu,
lấy bàn tay xoa trên đỉnh đầu của trưởng giả Diệu Nguyệt mà nói lời này. Hay thay, Diệu Nguyệt cư sĩ, đây là pháp khó tin, khó hiểu bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng nhất thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như Lai đợi đến đúng lúc, đúng thời mới ban cho, tựa như quá ưu đàm bát la, mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là tạng pháp bí mật của chư Phật ba đời, dĩ như viên bảo châu, trên búi tóc luân dương, không thể khinh xuất giao cho người khác. Mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sinh nào quyết chí hoàn thành địa vị thiên nhân sư, tiếp nối hạt giống Bồ Đề này Diệu Nguyệt cư sĩ. Nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát tâm niệm tiền hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái tâm ấy gọi là tâm thể. Tâm thể ấy vốn không có hình dáng tướng màu, không có sắc chất, không dài không ngắn, không quá khứ không hiện tại, không vị lai, không dữ không lành, không sinh không diệt, cũng chẳng phi sinh diệt. Tâm thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì tâm thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì tâm thể ấy trở nên thanh tịnh mà chúng sanh được thành tựu giới định huệ giải thoát tri kiến, đắc quả la hán nhận đến địa vị Phật Đà vậy. Bởi duyên với các pháp ác mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh, trời người A Tu La nhận đến chìm đắm triền miên bất tận, nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà tâm thể ấy tạo ra cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Lại nữa, do dòng niệm tương tục nối nhau không dứt mà biến hiện đủ loại hình tương sắc, thân thọ mãn âm thực, quyến thuộc phiền não để hưởng dụng trong các cảnh giới kia. Hoặc cam chịu những quả bao khổ lạc do những nhân tố sai biệt đời đời như thế mày. Chưa lúc nào tạm ngưng nghỉ, này cư sĩ Diệu Nguyệt. Nên biết rằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là pháp thân viên mãn chu biên nhất thiết xứ, là Phật tánh thầm thâm có đầy đủ mọi năng lực vô quỷ bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị, là cứu cánh siêu việt tối thượng có đầy đủ năng lực bất khả thuyết bất khả xưng tan, để chuyển qua vô minh thành ra giác ngộ, sanh tử thành niết bàn là phương tiện vi diệu bậc nhất, thường cải biến hết
thái sở y và sở hành của mọi chúng sinh. Đưa tất cả tướng trạng hữu lậu trói buộc trở về với bản tánh vô lậu giải thoát vậy. Cho nên, nếu chúng sanh nào đem tâm thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiệm, dần dần phát sinh vô lượng vô biên đức tưởng Như Lai. Do vậy tự nhiên thấy mình ở trong thế giới cực lạc trang nghiêm, thù thắng cùng một lúc cái niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng, oai nghi tương hậu và quang minh của Đức A Di Đà cùng chư vị thanh chung. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, người ở nơi ý nghĩa ấy phải nên hiểu rõ như thế. Pháp môn niệm Phật chính là chuyển biến cái tâm thể của chúng sinh, bằng cách không để cho tâm thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp, với quyển cảnh, với trí lực, với kiên chấp, với mong cầu, với thức phân biệt, vân vân. Mà chỉ đem tâm thể ấy duyên mại với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không bao lâu người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng sang suốt an lạc, cảm ứng với nguyện lực của Đức A Di Đà. Thấy mình sinh vào cõi nước cực lạc, thân mình ngồi trên tòa sen bao, nghe Phật và Bồ Tát nói pháp hoặc thấy Phật lấy tay xoa đánh vậy. Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh niệm Phật Ba La Mật lại nữa Diệu Nguyệt. Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phận pháp thân âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật, nhưng chưa thể đắc được tam minh lục thông vô lượng đà ra ni vô lượng tam mùi, nhận đến chưa thể đắc nhất thiết chủng trí chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được, mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình như thật đạo vậy. Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy,
tuy đã nhào trộn đất sét bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch. Nhưng muốn viên gạch được bền lâu chắc chẳng không hư rà, chịu được nắng chói mưa xa thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ, ngồi niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh tịnh độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và thanh chung, cho tới khi thành tựu vô sinh pháp nhân, sau đó mới đủ năng lực hiện thân. Khắp mười phương hạnh Bồ Tát đào, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chung ác trượt mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng. Thí dụ như việc khắc họa hình tượng, tuy nó dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng của con người, nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt tai miệng mè nét mặt nếp nhăn, tịch thần sắc người niệm Phật cũng lại dáng vẻ. Bộ như thế tuy đã phát khởi tính tâm dũng mạnh và công phu không gián đoạn bế trệ, nhưng nếu tái sanh cõi ta bà thì vẫn bị luân chuyển vì định tuệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mạng, cần phải xa vãng sanh cực lạc thế giới, cần kề Phật và thanh chúng thành tựu vô lượng ba la mật, thâm nhập tam muội tổng trì môn, phát hoằng thể nguyện đi khắp mười phương giao hoa, vô số chúng sanh không lâu lấy cỏ gãi nơi bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân thành đấng chánh giác chuyện pháp luân vô thường, diệu nguyệt cư sĩ nên biết rằng được giảng sanh cực lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với xác thân ngũ uẩn nữa. Do đó mới gọi là bất thối chuyển từ đó về sau, dần dần thành tấu mười thứ trí lực, mười tám pháp bất cộng năm nhàn sáu thông vô lượng đà ra ni, vô số tam muội thần thông du hỷ biển tài vô ngài, đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của đại Bồ Tát cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà ta Thích Ca Mâu Ni Thế Tồn hôm nay trân trọng xác quyết rằng vãng sinh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì vãng sinh tức là thành Phật vậy. Muốn vãng sinh cực lạc chỉ cần xưng danh niệm danh hiệu Phật là đủ, vì danh hiệu chính là biểu tượng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm pháp thân vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiếm thêm bất cứ môn tu nào nữa,
vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh tương hảo quy lực không thể nghĩ bàn. Diệu Nguyệt Trượng Giả lại thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tuy con đã thấu triệt nghĩa là thâm diệu của pháp niệm Phật, nhưng vẫn khẩn cầu Đức Thế Tôn thương xót mà rộng chỉ bài thêm, để hết thảy chúng sinh nơi đời vị lai được mọi điều lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, phải niệm Phật như thế nào mới gọi là đắc pháp? Phải dĩ khởi những tâm thái nào mà tu tập mới được giáng sinh cực lạc? Đức Phật dạy rằng: Này Diệu Nguyệt cư sĩ, thế nào là niệm Phật chân chính? Muốn niệm Phật đúng pháp và tự biết mình chắc chắn giảng sinh, thì người niệm Phật phải phát khởi mười thứ tâm thù thắng sau đây. Một là tính tâm, hai là thâm trọng tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm, bốn là xả ly tâm, năm là an ổn tâm, sáu là đà ra ni tâm, bảy là hộ giới tâm, tám là ba la mật tâm, chín là bình đẳng tâm, mười là phổ hiền tâm. Thế nào gọi là tính tâm? Này Diệu Nguyệt, tính tâm nghĩa là lòng tin chân thật tha thiết bền vững, là nhân tố quyết định thành Phật, là nhân tố quyết định thâm nhập cảnh giới Đại Thừa. Bởi vì sao? Vì lòng tin là mẹ đẻ của tất cả công đức vô lầu. Lòng tin là cửa ngõ nhiệm màu đưa chúng sanh về nơi kho bao Phật Pháp. Cho nên việc trưởng dưỡng tính căn dẫn là điều thiết yếu nhất trong hết thảy mọi môn tu tập vậy. Trước hết là phải đặt trọn lòng tin chân thật vào lý nhân quả một cách sâu chắc, kiên cố và không hề nảy sanh một ý tưởng hoặc một hành vi trái ngược với lý nhân quả. Phải thấy hoạt dụng của lý nhân quả dung thông ba đời, đó là quá khứ vị lai hiện tại, rõ ràng như những đường chỉ dọc ngang trên lòng bàn tay. Tin rằng kiếp sống thế gian là vô thường, mạng người ngắn ngủi như hơi thở ra vào. Tất cả các pháp hữu vi đều là quyển hóa không có chủ tể, niệm niệm sinh diệt không ngừng, tận sát na biến hoại chẳng nghỉ, tất cả đều đưa tới khổ não vô minh và trói buộc. Tin rằng sáu nẻo luân hồi thật là nguy hiểm chướng nạn, sơ sẩy chỉ trong ý niệm cũng đủ đưa chúng sanh trầm luân cả nghìn muôn ức kiếp. Một lần xa lạc vào ba đường dữ thì không biết đến lúc nào mới thoát khỏi. Tin rằng Phật Pháp
chính là đạo giải thoát an vui, đạo của trí tuệ, đạo của từ bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt chúng sanh chẳng chừa một hạng loại nào cả. Đạo của Phật tri kiên có đủ phương thuốc niệm nhiệm màu trừ diệt tất cả các thứ bệnh tật của chúng sinh. Tin rằng Tam Bảo là chỗ về nương của muôn loài, là ngọn đèn phá tan mọi hắc ám, là con thuyền đưa chúng sanh qua thấu bờ bên kia. Tin rằng tất cả các pháp đều do tâm thể của mình tạo ra, từ ba đời mười phương chư Phật nhận đến tư thánh lục phàm đều do cái tâm thể lưu xuất và biến hiện. Tin rằng cõi cực lạc cũng chỉ do tâm thể thanh tịnh của chúng sanh tạo ra, cùng tương ứng với bản nguyện vĩ đại của Phật Bồ Tát Thánh chung, và tin rằng Đức A Di Đà Phật chỉ là do sự niệm tưởng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi lên. Tin rằng mỗi mỗi chúng sanh đều có đủ năng lực lãnh thọ giáo pháp của Như Lai, bất cứ hữu tình nào cũng có năng lực hoàn thành địa vị nhất thiết chúng trí như chư Phật vậy. Tin rằng bán nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, rốt ráo là tôi thân, và Ngài không hề bỏ sót một chúng sanh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch thập ác vân vân. Tin rằng pháp niệm Phật giảng sanh là môn tu duy nhất cho hết thảy mọi người, vì rời môn tu này thì mọi người mọi loài không thể giải thoát. Nếu phải bỏ môn tu này thì chư Phật không thể dùng một pháp nào khác để tế độ hết thảy hữu tình đúng như bổn thể, đúng như bổn nguyện. Diệu nguyệt phải phát khởi tính tâm như vậy mà niệm Phật. Thế nào gọi là thâm trọng tâm này diệu nguyệt? Thâm trọng tâm đe nghĩa là đem tấm lòng sâu xa và cẩn trọng mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo, tưởng nhớ công lao của cha mẹ, thiện tri thức già của hết thảy chúng sanh. Trong quá khứ vô lượng vô biên na vô tha di trần kiếp, chư Phật vì thương xót chúng sinh mà xả bỏ đầu mắt tay chân, thân mạng tài sản quyến thuộc để tìm cầu chánh pháp tu Bồ Tát đạo giao hóa muôn loài, làm cho ai nấy đều được lợi ích đời đời kiếp kiếp, chư Phật hằng theo dõi và thương tưởng đến mỗi một chúng sinh, luôn luôn tìm cách nhổ bạc gốc rễ tham ái, đập tan gông cụm sinh tử, làm khổ cạn biển khổ vô minh. Mãi phát tâm quảng đại, tâm kim cang, tâm vô phân biệt mà rọi sang lối về cho mọi hữu tình. Vì thế mà người niệm Phật phải phát khởi cái tâm trí sâu xa và cẩn trọng để tưởng niệm,
cảm mộ ân đức ấy. Nhưng chư Phật muốn tế độ tất cả chúng sanh thì cũng phải lấy chánh pháp làm phương thuốc hữu hiệu trị dứt chứng bệnh tham ấy. Dùng chính pháp làm thuyền bè đưa chúng sanh qua đến bờ giác ngộ. Dùng chính pháp làm tuệ kiếm chặt đứt mọi thứ phiền não, làm ngọn đúc dẫn dắt ra khỏi đêm dài vô minh, làm chất đề hồ chữa lành mọi thứ sinh già bệnh chết ưu bi khổ não. Dùng chính pháp làm đôi mắt cho chúng sinh nhìn rõ thật tương. Người niệm Phật phải biết cảm mộ ân đức cao dày của chánh pháp, phải luôn luôn bao đáp ân đức ấy bằng cách học tụng kinh điển Đại Thừa và giảng nói cho kẻ khác, khuyên bảo mọi người quy y, bố thí trì giới thiền định khiến sao cho chánh pháp được lưu hành rộng khắp nhân gian. Ai nấy đều được hưởng dụng cam lồ vị, dù đã phát nguyện quy y tam bảo, nhưng người trực tiếp khai sinh tánh mạng tuệ giác ở nơi ta chính là thiện tri thức gồm có thánh tăng, phàm tăng, sư trưởng và các bạn đồng tu đồng học. Thiện tri thức là cửa ngõ xu hướng nhất thiết tri, vì làm cho chúng sanh đi vào như thật đạo. Thiện tri thức là cổ xe xu hướng nhất thiết tri, vì đưa tất cả chúng sanh tới Như Lai địa. Thiện tri thức là thuyền bè xu hướng nhất thiết trí, vì vận chuyển tất cả chúng sanh đến bờ giác dậy. Thiện tri thức là ngọn đèn xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sanh có được ánh sáng Phật tri kiến vậy. Thiện tri thức là con đường xu hướng nhất thiết trí, vì dẫn dắt chúng sanh vào cửa thành niết bàn. Thiện tri thức là cây đuốc xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh thấy rõ con đường yên lành hay hiểm trở. Thiện tri thức là chiếc cầu xu hướng nhất thiết tri, vì tiện đưa chúng sanh qua khỏi chỗ hiểm ác. Thiện tri thức là lồng che xu hướng nhất thiết tri, vì làm cho chúng sanh che nấp dưới bóng râm đại từ mát mẻ. Thiện tri thức là cặp mắt xu hướng nhất thiết trí, vì khiến chúng sanh nhận rõ pháp tánh. Thiện tri thức là thủy triều xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho chúng sanh đầy đủ nước đại bi. Kế đó là ân đức của cha mẹ, chinh tháng cửu mang nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhã ngọt quần áo chăn màn, nuôi con khôn lớn suốt đời tận tụy đến chết chưa nguôi. Và cuối cùng là ân đức của chúng sinh, cung ứng ẩm thực y dược tòa cụ văn tự tri kiến bảo hộ vân vân. Do vậy người niệm Phật phải lấy tâm trí sâu xa cẩn trọng mà cảm mộ ân đức thiện tri thức cha mẹ chúng sinh vân vân,
nhờ vậy mà tự bi dần dần nảy nở, ngọn lửa trí huệ từ từ bừng cháy. Môn tu niệm Phật mới dễ dàng thành tựu vậy. Thế nào gọi là hồi hướng phát nguyện tâm này diệu nguyệt? Hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa là dây đồng cái tâm trí như thế này. Không riêng vì bản thân mà cầu xuất ly ta bà loạn trượt khổ nào. Trái lại phải nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp ba cõi sáu đường mà cầu giáng sanh cực lạc. Chống thành tựu Phật đạo để tế độ quần sanh. Vì sao vậy? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối thượng thì phải phát cái khởi cái tâm trí quảng đại dũng mạnh. Người niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt hẹp hòi yếu hèn chỉ riêng vì giải thoát bản thân thì chẳng bao lâu sẽ chịu cảm cái quả bao nhỏ bé. Nông cạn tâm thường không xứng hợp với bản hoài chữ Phật, chẳng tương ứng cùng bán nguyện vị đại bi trí viên mạng của Phật A Di Đà, cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây Phương. Lại nữa, người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành sáu ba la mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm hoặc ba mươi bảy phẩm trở đạo, mà hồi hướng khắp anh em cha mẹ bằng hữu chữ thiên chữ tiên bốn loại chúng sanh. Kẻ oan người thân đều được an trụ trong hồng danh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào gọi là xả ly tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải phát khởi cái tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không dính mắc mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không tương ưng mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không trông trái mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật, không nhiễm duyên mà niệm Phật. Như thế gọi là lìa bỏ. Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ vậy. Lìa bỏ khổ tập diệt đạo mà niệm Phật, lìa bỏ sắc thinh hương vị xúc pháp mà niệm Phật, lìa bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí huệ mà niệm Phật, lìa bỏ tính giải hành chứng mà niệm Phật, lìa bỏ từ bi hỷ xả mà niệm Phật, lìa bỏ không vô thường vô ngã mà niệm Phật, lìa bỏ bồ đề niết bàn giải thoát, giải thoát tri kiến mà niệm Phật, lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các cái pháp vô vi mà niệm Phật, lìa bỏ ngã và ngã sợ,
lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong giáng sanh, chí nguyện độ sanh y hướng thành Phật mà niệm Phật vậy. Niệm Phật với tâm xả ly như thế mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là an ổn tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, phải phát khởi tâm trí bất đồng, kiên cố không thoái chuyển, do đó gọi là tâm an ổn. Mình an trụ nơi Bồ Đề tâm, cũng phải giúp người khác an trụ Bồ Đề tâm. Nên tâm được an ổn, mình rốt ráo xa rời giận hờn tranh cãi, cũng phải khiến người khác nhẫn nhục nhu hòa, nên tâm được an ổn. Mình buông bỏ pháp phàm ngu điên đảo, cũng phải đưa người khác tới địa vị thánh giả siêu việt, nên tâm được an ổn. Mình siêng tu thiện căn vô lậu, thu hương niết bàn, cũng phải khiến người khác quý diệt hết mạng lưới hữu lậu trói buộc, nên tâm được an ổn. Mình đang sinh ra tại nhà Phật, cũng phải dẫn dắt người khác vượt thoát hố hầm dục lạc, trở về bao sợ, nên tâm được an ổn. Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tin, cũng nên giúp người khác chê chán quyền tướng lầm mê, nên tâm được an ổn. Mình cảm ứng trí tạng vô tận của chư Như Lai, cũng khiến người khác thâm nhập pháp giới bình đẳng, nên tâm được an ổn. Niệm Phật với tâm thấy an ổn như vậy, mới gọi là chân chính niệm Phật vậy. Thế nào gọi là Đà Ra Ni tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải phát khởi tâm trí nắm giữ tất cả các thiện pháp, đồng thời che lấp tất cả các ác pháp. Đó gọi là Đà Ra Ni tâm, như là tính tâm Đà Ra Ni, vì đắc trọn lòng tính thuần phát trong suốt nơi bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, cùng sự hộ niệm của chư Phật ở mười phương. Chánh kiến Đà Ra Ni, vì đúng như thật quan sát khéo léo tất cả các pháp đang diễn biến trong tâm và ngoài thân. Tư duy Đà Ra Ni, vị thường xuyên thấu triệt thể tánh của tất cả các cái pháp sanh khởi trong từng sát na hoại diệt. Cảm ơn Đà Ra Ni, vị luôn luôn thâm nhập tất cả bổn nguyện chư Phật. Hỷ lạc Đà Ra Ni, vì an trụ nơi lực tiếp dẫn chư Phật và thanh chung. Tam thế Đà Ra Ni, vì tự tại an nhiên giữa cảnh tượng của nhân quả tương tục trong ba đời, cũng như thông suốt nghĩa lý Phật pháp của tam thế chư Phật. Tam muội Đà Ra Ni, vì an trụ trong danh hiệu bất tư nghị nên nghe thấy điều phi pháp mà tâm chẳng loạn, sống nơi cảnh loạn trước mà không trôi lăn. Niệm Phật với Đà Ra Ni như vậy mới được gọi là chân chính niệm Phật vậy. À.
thế nào gọi là hộ giới tâm này diệu nguyệt. Người niệm Phật phải luôn luôn an trụ nên giới luật và hạnh phát cái tâm hộ trì giới luật ấy là giới chẳng bỏ bồ đề tâm, chẳng quên bồ đề nguyện. Giới tự nhiên xa lìa các phép học của thanh văn duyên giác, không tham đắm niết bàn vắng lặng mà bỏ rơi chúng sinh. Giới hân ngưỡng đại thừa vui thích đi tu hành theo tất cả pháp học Bồ Tát đạo. Giới đem hết thải thiện căn hồi hương quả vị chánh đẳng giác, mong cầu Phật tri vô sư tri. Giới nơi tất cả Phật pháp vô sở đắc, giới chẳng dính mắc tất cả thiện sự hữu vi. Giới khiến cho diệu pháp được tồn tại lâu dài, làm cho hết thảy chúng sanh an trụ nơi chánh kiên. Giới khéo léo tự duy tất cả hành nghiệp chúng sanh, và khiến chúng sanh trường dưỡng y hướng giải thoát. Giới trang nghiêm tự tâm, đồng thời trang nghiêm mười phương quốc độ của chữ Phật với chữ căn luật nghi. Như tỳ kheo giới, Bồ Tát giới, ngũ giới, tại gia vân vân. Niệm Phật với tâm hộ trì các giới luật kể trên mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là ba la mật tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải phát động tâm tu, trí tu trì những thứ ba la mật sau đây. Thì ba la mật vì xả bỏ tất cả sở hữu trong thân cũng như ngoài thân, không lẫn tiếc. Với ba la mật vì thanh tịnh các cõi Phật, nhận ba la mật vì an trụ nơi lực dụng của bổn nguyện. Tình tân ba la mật vì tất cả chương duyên chẳng có thể làm thôi chuyện tính tâm. Thiền định ba la mật vì chuyên nhất nhớ tưởng một cõi Phật, một danh hiệu Phật. Bát nhã ba la mật vì đúng như thật mà quan sát tất cả tướng trạng và thể tánh của các pháp không rời nhau. Tính ba la mật vì thường xuyên an trụ nơi thập lực bất tư nghị. Nguyện ba la mật vì đầy đủ những hạnh nguyện của phổ hiền. Lực ba la mật vì hân hoan thể hiện tất cả năng lực tự tại của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp ba la mật vì sẵn sàng xả thân cho chánh pháp, cho Bồ Tát đạo. Niệm Phật với những thứ ba la mật ấy mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là bình đẳng tâm này diệu nguyệt? Người niệm Phật phải luôn luôn thực hiện tâm thái bình đẳng, không phân biệt, không ngăn ngại, nghĩa là tự tha bình đẳng. Vì luôn mở rộng tuệ nhãn để nhận hiểu mình và người đều bình đẳng trước lực nhiếp thọ của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng loại bình đẳng vì thường quan sát mười phương thế giới các loại chúng sanh từ sắc, thân hình trạng, tướng mạo tộc tánh thọ lượng tri kiến.
ý hành sở y mà không khởi tâm phân biệt đối đại ái thủ hoặc yếm hoàng. Chúng sanh giới bình đẳng vì liên tục mở bài pháp giới trí trụ vô động tê. Mà tự tại giữa những quyển hoa biến dị của các loại hữu tình nơi ba cõi thế gian. Pháp giới bình đẳng vì thường xuyên an trụ nơi vô tương khép vào pháp tương. Không mong khởi tâm sợ sệt trước thời gian vô cùng, không gian vô tận. Tự tại giữa một sát na như vô lượng vô biên đại kiếp. An nhiên giữa các cực di đậu sợi lâm, cũng như du hỷ mười phương. Trần sát hằng hà xa các quốc độ, không tánh bình đẳng. Vì luôn luôn ức niệm mình được sẵn sinh từ nhà Như Lai, được tự tâm thanh tịnh tàng thấy rõ nhất thiết pháp không, đắc hư không hạnh vô ngại, giải ngộ và cảm ứng tánh không bình đẳng nơi hết thải tự sanh cửu hữu. Phật độ bình đẳng vì hằng quán tưởng các cõi thượng tịch quan, thật báo trang nghiêm hoặc phương tiện hữu dư vân vân. Đều không ngăn ngại nhau, không riêng khác, tuy an lập qua tạng thế giới hại mà chẳng rời tự tâm. Thật tế trụ địa vô phương sở, vô trụ xứ, tùy theo tâm lượng và sở nguyện của chúng sanh mà hiển hiện. Như hoa đôm, như tiếng vàng, như bọt bông, như bông nước, như cầu vồng, như quyển nhân kể chuyện mộng. Tính tâm bình đẳng vì tính tâm vốn khởi nguyên từ bát nhã đức, từ trí tạng quảng đại, từ phổ nhãn thanh tịnh thông suốt cả ba đời, nên được thu nhiếp trong bản nguyện vô lượng công đức. Vô biên lực dụng của chư Phật, niệm Phật với những tâm bình đẳng nêu trên, mới được gọi là chân chánh niệm Phật vậy. Thế nào gọi là phổ hiền tâm? Phổ nghĩa là không bỏ rơi chúng sinh, hiền nghĩa là chẳng xa cách. Quả vị chanh đặng giác phổ hiện tâm là tâm rộng lớn như hư không, luôn mong cầu độ thoát hết thảy chúng sanh. Tâm vô biên như pháp tình luôn hân ngượng, thừa sự và cúng dường chư Phật. Tâm vô lượng thọ trì tất cả Phật Pháp chẳng quên mất. Tâm vô hạn vì được Phật lực hỗ trì, nên chẳng bỏ bộ đề hành, tâm thi xả hết thảy. Vì sẵn sàng buông lìa tất cả sở hữu, dẫu là Pháp vô sở đắc, tâm nghĩ nhớ đạo nhất thiết tri. Trước hết vì ham thích y mong cầu tất cả Phật Pháp vậy. Tâm vô tận công đức trang nghiêm, vì học hỏi tất cả hạnh nguyện Bồ Tát. Tâm kiên cố như kim cang, vì tất cả bạch tịnh Pháp đều cháy vào. Tâm như tú di sơn, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ. Tâm bát nhã ba la mật cứu cánh, vì khéo quan sát tất cả pháp vô sở hữu.
tâm đại hùng. Đại lực để niệm Phật bất thôi chuyện, tâm đại hoài nghi vô tận công đức trang nghiêm, vì tỳ thuận bản nguyện lực. Tâm vô câu nhiệm thường thanh tịnh Phật quốc độ, để thành tựu vô thượng Bồ Đề. Tâm tinh tấn như tượng dương khéo điều phục dạ thu, để sớm viên mãn hạnh nguyện phổ hiền. Người niệm Phật siêng năng trưởng dưỡng phổ hiền tâm, như vậy mới được gọi là niệm Phật chân chánh. Thường được chư Phật hộ niệm, hiện đời luôn thấy Phật cùng y bao trang nghiêm, của cõi cực lạc vậy. Nam mô đạo tràng thuyết kinh, hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh, hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh, hội thượng Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thân phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương đất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phủ màu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.